Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hỏi Phát Kim. Tiếp tục với chủ đề chỉ số nhân vật, và đặc biệt là nhân vật này có bán luôn nha mọi người. Nhân vật này hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người là một nhân vật phái Nga Mi của máy chủ Bảo Long tranh bá nha mọi người. Và giá xét account này là 68 củ. Account này là account Nga Mi, rất thích hợp cho những các bạn nữ hoặc là những các bạn nam nào mà mua tặng cho người yêu của mình chưa. Tại vì account này thì nói về làm đẹp thì rất là đỉnh luôn nha mọi người. Thì chúng ta cùng nhau xem account này để xem tại sao account này có giá tới 68 củ nha mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thôi. Account Tự Yên, máy chủ Bảo Long. Account Tự Yên sở hữu mức trang bị là 1.206k trang bị. Điểm xanh của mình là gần 13k nha. Và đặc biệt account này có hai set đồ, là một set đồ kháng và một set đồ công nha mọi người. Đây, mình đang để set đồ kháng này, mọi người đang thấy là 3k3 kháng băng. Với cái mức kháng băng này có thể kháng hầu như là tất cả account băng công của game này rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi set dam nha, để mà khi mà bật set dam lên thì chúng ta sẽ được bao nhiêu ca băng nhé. Với một thao tác rất là đơn giản thôi, đổi bảo vật tiện lợi. Rồi chúng ta sẽ lên 1.211k trang bị, và băng công của chúng ta tăng lên là 33k2. Điểm kháng băng của chúng ta vẫn còn là 2k2. Với cái mức kháng băng hiện tại bây giờ thì mình vẫn có thể kháng được Nga Mi và Thiên Sơn tầm trung nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem những thuộc tính phụ nào. Xuyên thích là 14k1, giảm xuyên thích là 5k7. Rồi xem những món trang bị trên người nhé. Trùng Long Ngọc, Trùng Long Quy, Trùng Long Giới, Trùng Long Triệu, Trùng Ngoa, Trùng Thủ, Trùng Kiên, Trùng Khôi, Thần Khí 9 sao Đế Khuyết, Trùng Giáp, Trùng Phản, account này chỉ giao bán xét thôi nha. Còn giá trùng thì là cùng với giá của server, bạn nào muốn mua lẻ hoặc là mua full nạc cũng được nha. Võ Hồn Toàn Mỹ 870 điểm, Hiệp Ứng cấp 100, Chân Nguyên full, Chân Nguyên Vàng băng chính, và Chân Nguyên Thể cũng full thể chính luôn, vàng chính luôn. Võ Ý là mát, Thần Đỉnh là mát, Bảo Giám cũng mát luôn, Tinh Bàn đây, à, nếu mà bạn nào mua account này thì account này chủ account để lại một pet phụ thể này ấy, skill cấp 4-5, và tặng thêm một con pet hoa. Đây, con này là con bé hoa nè, hoa hoàng long đế 6k. Đó, mua account thì chỉ bao gồm hai con này thôi. Còn những con bé cảnh thì chủ hạt sẽ để lại làm kỷ niệm bên hạt nhỏ nha. Rồi chúng ta xem tới Vô Tự Phổ nào. Vô Tự Phổ tự nhiên không thấy chữ Vô Tự Phổ nằm đâu hết trơn vậy ta. À đây, mình bị lé hay sao á. Đây, Vô Tự Phổ nha mọi người, cũng rất là cơ bản luôn. Một kỹ năng tăng băng công và một kỹ năng tăng đam giảm kháng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem tới cái thứ mà đắt giá nhất của account này nha. Đó chính là kho làm đẹp và kho trang viên nha. Rồi cái giá trị account này thì nó nằm ở đây đây mọi người. Có thể là account này đối với nhiều bạn là giá cao, chỉ số không cao, hoặc là giá cao nhưng mà cái giá trị nó sẽ nằm ở phần này.
Đây, mọi người nhìn cái tủ thời trang của Tử Yên này. Đây là một tín đồ làm đẹp nha. Những các bạn nào mà mê làm đẹp hoặc là rủ người yêu mình chơi chung hay là mua cho vợ mình chơi thì gà cao này rất là hợp lý luôn. Một bộ mà còn có nhiều màu nữa đó nha. Thay vì một bộ mình phải nhuộm các màu để mình thay đổi không, mẹ cao này rất nhiều bộ có rất là nhiều màu luôn. Đấy, thứ đắt giá nhất của account này nằm ở đây, rất là nhiều luôn, kéo mãi luôn. Phải thật. Đấy. Đó, cái kho đắt giá là nằm ở đây nè. Đây chỉ là thời trang thôi nha. Mọi người xem tớ huyễn sức nè. Full màn hình luôn. Đấy. Quá đắt giá. Thú cưỡi nè, cũng hơi bị nhiều luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta xem tới cái đắt giá kế tiếp, đó chính là trang viên và tủ đồ nha. Trang viên thì chúng ta sẽ vô bằng NPC ở đây. Nói chung thành nào cũng vô được hết á. Một mình vào trang viên nè. Đây, một cái trang viên mà mọi người nhìn vào là mọi người sẽ rất là thích, đối với những các bạn nào mà thích chơi làm đẹp. Trang viên full cấp 5 nha mọi người, mời mọi người cùng tham quan trang viên của Tử Yên nhé. Wow. Đây là một tính năng của phiên bản 2020-21 gì đó mình không nhớ. Mà như cũng lâu rồi. Có thể là 20 hoặc là 19. Đấy. Rất là đẹp luôn đúng không mọi người? Đấy, có chỗ bàn ăn tiệc các kiểu nữa này. Rồi bây giờ này, cái này là ở ngoài sân thôi nha, chúng ta vô tới nhà nè. Wow, vào tới nhà rồi nè mọi người, trong nhà nè. Đẹp quá. Giường ngủ nè, xịn sò chưa? Nè, chúng ta có thể lăn vô ngủ luôn á. Ủa, lăn vô ngủ sao ta? Mình thì mình không biết. Nhưng mà mình nhớ là có lăn vô giường ngủ được á. À. À, thôi đấy, mình không biết thì mình đừng có đụng vào. Đó, cho mọi người tham quan trang viên. Thôi rồi, baby, chúng ta sẽ coi tủ đồ nha. Rồi, gương đồ thì chúng ta có thể coi trong đây luôn nha. Trang viên rất là tiện lợi. Đi lần lách. Coi trang viên nè, chứa đồ bếp. Gương khố nè. Đấy. Còn ngọc cấp 4 cái kiểu luôn nha mọi người. Ngọc thời trang cấp 4. Nói chung là ạc này làm đẹp là không có gì phải chê nữa rồi. Giá trị chính ở account này là đẹp. Mà không phải mạnh là không mạnh đâu nha. Tại vì mọi người biết là những cái phiên bản gần những phiên bản sau này á, thì là Gami trong bang thì mới có thể là boost được cho người trong bang thôi. Còn những cái Gami clone là bắt đầu mình không có được xài nữa rồi. Bắt đầu từ tháng 8 2024 thì mình sẽ không xài được Gami clone nữa. Nên là nếu bạn nào có thủ Gami thì hãy thủ sẵn mấy con để mình có boost thì mình có thể boost được. Tại vì số lượng nhân vật trong một bang thì nó cũng sẽ có giới hạn. Nên là mình không thể nào mà cho hết Gami vào được. Và giới hạn của bang hội thì cũng 260 thôi. Mỗi bang hình tự phân bổ số lượng ngày cao đam và Gami làm sao cho nó phù hợp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test đam nha mọi người. Không biết đường ra luôn á, đẹp. Đẹp quá, không biết đường ra luôn. Rồi test đam cho mọi người coi nhé. 33k băng và 3k ba khén. Đó, ổn luôn. Rồi chúng ta test đam nha.
ví dụ gặp mấy ẹt thiên sơn tầm trung á, hoặc là gặp thiên sơn nè, gặp nga mi băng nè, hoặc là gặp võ đen nè, hoặc là gặp thiên long băng nè, thì coi như là chỉ đang quẹt này như kiểu gãy ngứa thôi mọi người. Này 1k. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đam lại nha. Hai. Đam lại là 8x, 9x, 10x luôn. Rồi như vậy là chúng ta đã review xong nhân vật Tử Yên rồi đó. Một nhân vật phải nói là về độ làm đẹp là rất là đỉnh luôn nha mọi người. Rồi nếu mà mấy bạn muốn sở hữu ạc cao này thì có thể liên hệ đến fanpage của mình, hoặc là có thể là liên hệ trực tiếp với lại Hùng Chuối nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Nếu mọi người thích chủ đề này thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh cũng như là một comment chia sẻ ủng hộ nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Bye bye.